lấy quả đi rửa luôn nào ông? Vâng. À tí là để ăn luôn à? Vâng, tí sẽ ăn luôn. À. Một năm mà củ vẫn bé bé không nhở? Bé rồi. Nhưng mà bé, quả bé như này thì ăn thì mới được chứ nhở? Nếu mà quả to quá thì nó ăn toàn sượng thôi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu cô bác. Ở những cung đường mà đi qua nhà hai ông cháu ấy thì chỉ có con đường này là con đường của bà con đi làm nương, làm giấy, thành ra là nó tạo thành một vết để mà đi xuống cô bác ạ. Đấy, ngôi nhà của ông cháu thì được nằm ở đằng sau cái bụi tre kia cô bác ạ. Nay thì xuống thì không biết là gặp hai ông cháu không. Mỗi lần mà cháu Lực xuống thì hai ông cháu không có điện thoại cô bác. Thành ra là nếu mà xuống bắt gặp ông thì cháu Lực còn ghi hình được. Còn là không bắt gặp ông thì cháu Lực lại là vòng từ trên đường này lại đi lên tít trên quả đồi trên kia cô bác này. Tối hôm qua thì trưa hôm qua thì cháu Lực đá xuống một lần nhưng mà không có bắt gặp ông. Xong lại về, xong lại đến tối thì cháu Lực lại xuống thêm một lần nữa lại không bắt gặp cô bác ạ. Hôm qua thì thấy cái anh ở gần ở trên nhà cô ấy, trên nhà của ông cô bác bảo là ông đi làm thuê, Mạnh thì đi học. Thành ra là đến lúc mà nghỉ về ấy, Mạnh là đi sang bên nhà hàng xóm là để ở tạm luôn. Xong là đến buổi tối thì ông mới đi đón về. Để ông để Mạnh, em Mạnh ở nhà một mình thì cũng khá là nguy hiểm, cho nên là ông quyết định là ông sẽ gọi là gửi lên trên cô bác. Gửi lên trên nhưng mà cũng chỉ là chơi với lại chơi với lại các cháu thôi. Hôm nay thì không biết là ông có đang ở nhà luôn không, hay là ông đang đi đâu để làm cái công việc gì đó cô bác. Đây, như là không thấy trâu của ông ở nhà rồi. Thì là ông đi đâu chân trâu rồi. À, Lực nhìn thấy từ xa là có trâu ở nhà. Hình như là đóng cửa rồi các bác ạ, không có gặp ông nữa. Để bây giờ thì chắc là phải đi ra bên kia thì mà xem ông thôi. Trâu thì cũng được là ông đi nuôi nhờ nhà người ta về. Ông bảo là lấy trâu này về, thứ nhất là lấy sức để nó cày, và thứ hai thì lấy phân của nó. Nhưng mà phải nuôi cho trâu người ta béo, cho người ta béo tốt thì người ta mới cho để mà mình mượn được. Đấy, ở ngoài thì thấy ông là quét dọn có vẻ như rất là gọn gàng cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ phải đi xem ông một chút, xem là ông đang đi đâu.
Vậy ở đây đợi ông một lúc rồi là cháu Lực vẫn chưa thấy ông về cô bác. Có lẽ là cháu Lực phải đi tìm ông đã. Hôm nay thì khi xuống thì cháu Lực có mua cho hai ông cháu là một ít trứng nữa. Bây giờ là phải treo trên cao một chút tí là sợ chó cô bác. Đấy, ngôi nhà của ông rồi cô bác này. Đấy, ở trong thì thời gian vừa qua thì cháu Lực lên chia sẻ đấy, cũng được các bác gửi quần áo cho, với lại bác Chiêm gửi chăn màn cho, thành ra là chỗ ngủ của ông bây giờ thì ấm áp hơn một chút cô bác ạ. Treo trứng đây đó. Rồi những cánh cửa mà đi vào nhà ông này cô bác này, chỉ dùng vào cái dây điện với lại cái dây này để mà buộc vào thôi. Tại vì là trong nhà của ông thì cũng chẳng có đồ đạc với lại tài sản gì cháu Lực nhìn thấy có giá trị cả. Đấy, giá trị nhất là những cái tấm chăn mà các bác gửi lên cho thôi. Mũ của Mạnh chắc là mua từ rất là lâu rồi cô bác ạ. Đây à, trong này thì có cái gì đây? À có thuốc thuốc này thuốc bổ. À có cả chuông nữa. Ôi rách hết cả da này cô bác này. Mũ của Mạnh thì rách hết rồi. Sáng nay thì bé Mạnh có đi học rồi. Đây còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ phải di chuyển lên trên kia để mà xem ông là có đang đi đâu để làm gì không. Những cái ấm mũ ông của bác này. Ui nóng. Đấy, ông thì chắc là vừa đun nước. Đấy, vừa đun nước của bác ạ, cháu Đức nhìn thấy là cái ấm này còn nóng. Cho nên là bây giờ cháu Đức sẽ đi lên trên để có xem ông luôn. Đấy, cám lợn thì cũng chỉ có lại nguyên là cái bắp chuối và cái cây chuối của bác. Đấy, ăn như này thì làm sao mà lợn mà có gọi là lớn nhanh được. Ông chỉ có là nuôi để mà có được cô bác. Đấy, cái chỗ này thì hiện tại là ông sẽ chuẩn bị làm cái bếp ra bên này để nấu cơm các bác. Thì một hai hôm tới thì cháu Đức sẽ mua bạt ra cho ông. Đấy, có thể là chiều mai cháu Đức sẽ mua bạt xuống cho ông để mà hai ông cháu là che cái phần bếp này để mà nấu cơm. Đấy, mỗi lần mà xuống mà không có ý, tìm ông ấy thì là chỉ đi loanh quanh khu này xem là ông có đang ở đâu không. Nếu mà không tìm thấy ông ở khu này thì cháu Đức sẽ lại di chuyển đi về thì toàn là ly lên dốc thôi các bác, lúc mà xuống thì còn xuống dốc một chút. Đấy, sau một cái quãng thời gian mà leo đồi thì cháu Đức đã phát hiện là ông là đang là ở bên kia, không biết ở trên kia các bác ạ, cũng biết là ông đang làm gì ở đấy. Thế là đang cầm cả cuốc để mà cuốc nữa. Trên nhà ông thì hầu như là ở dưới hủm rồi, cho nên là chắc là nương giấy của ông thì cũng ở trên cao thôi. Đôi dép của ông thì thả luôn là tận đây này, cố gắng đây. Ông lên tận đây à? Đây là sắn của nhà ông à? Vâng. Ôi cháu chào ông nhé. Vâng. Ông chào tất cả các bác. Vâng. Chào các bác. Các vị. Chào. Ông lấy sắn này về để làm gì không? Không, lấy đi chuộn cơm ăn đi. Lấy đi chuộn cơm ăn á? Vâng. Thế nhưng mà gạo thóc nhà ông hết rồi à? Một bao là thì lấy sắn đi chuộn ăn một tí. Còn một bao là lấy sắn đi chuộn ăn à? Vâng. À, không thế không đủ ăn nào? Không đủ ăn đâu. À, thế là phải mang sắn này đi trộn à? Vâng. À, thế cơm thì bóc vỏ nó ra thì cùng cơm nấu đi. Cùng cơm nấu. Thế ông có mang đi cho lợn không? Chỗ này ấy. Sắn này là sắn của nhà ông à? Chỗ này ấy. Vâng, mấy cái chỗ này thôi. À, chỗ này thôi á? Thế thửa dưới có phải không? Dưới không phải. Không phải à? À, thế là từ thửa lên à? À, thế là cái này là một phần là ông trồng để cho hai ông cháu ăn, một phần là để cho lợn à? Vâng. À, thế vừa rồi ông đào được chút nào chưa? Mấy quả gì? Mấy quả đây à? Đây à? Mày là đi học rồi đúng không? Vẫn non đấy. Quả rất chi đây. Phải đi, cháu phải đi tìm ông từ chỗ này đến chỗ nọ thì mới thấy ông. Hôm qua thì cháu xuống một lần rồi, buổi chiều ấy, cháu xuống một lần nhưng mà không gặp ông. Xong là đến buổi tối thì lại không gặp ông. Buổi tối qua thì ông đi đâu?
Cưới con mà đi, không đi chơi này ăn thuê. Đi làm xong là đi làm thuê xong là ăn ở nhà cơm nhà người ta à? Vâng. À thế còn Mạnh? Mạnh đi đi nhà chú út bên kia ở đời. Chú đi học về. Chú út bên kia à? Vâng. Nhưng mà đấy là có phải chú út ruột không hay là chỉ là hàng xóm thôi? Chú út ruột đấy. Út ruột á? Vâng. Ờ. Thế là cái chú út mà trước bảo là không cho bác lại ở cùng đấy á? Ừ. Nhưng mà thế Mạnh là vẫn ra đấy à? Vẫn ra đấy, lâu lâu mà nó không uống rượu, không đi rồi nó không nói. À. Đi một hai ngày nó không nói. À. Thế là ở lâu là chú đi nói à? Vâng. Ờ. Đi một buổi hai buổi thôi. Vâng. Thế thì ông đào đi, đào một lúc thì ông ăn cơm nhá. Cơm à? Vâng. Cơm thế này ăn ở nhà cháu bên kia. Cũng là đi ăn nhờ thôi à? Vâng. Nhờ. Để đi vay gạo nó bảo không có thì cùng cháu ăn thôi. À. Bữa. À. Tại trong thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực chia sẻ lên ấy thì là ông với lại bé Mạnh thì cũng có là nhận được một số khoản của các bác rồi đấy, nhưng mà các bác cũng bảo với cháu Lực là lúc nào mà ông cần gì hay là thiếu gì thì sẽ đi vào và mua cho ông. Thế thì có thể là hôm nay là ông bảo là hết gạo rồi thì ngày mai cháu Lực sẽ mua cho ông thêm là một ít gạo. Đấy, một tí nữa thì cháu Lực đi xuống cái nhà của ông thì cháu Lực sẽ công khai các bác mà gửi cái tiền cho cháu Lực của bác nhá. Nào ông, chỗ này thì ông trồng được bao nhiêu lâu rồi? Một năm rồi. Trồng được một năm à? Ờ. Một năm củ vẫn bé bé ông nhở? Bé rồi. Nhưng mà bé quả bé như này thì ăn thì mới được chứ nhở? Ừ. Nếu mà quả to quá thì nó ăn toàn sượng thôi. Cái sáng nay là ông đưa Mạnh đi học là làm mấy giờ ông sáng nay ấy? Đây gần 9 giờ. 9 giờ mới về đến nhà? 9 giờ về đến nhà xong là đi vay cơm à? Đi vay gạo à? Vâng. Vậy nó làm 9 giờ nó bảo ngôi nhà cháu có nhưng mà không được đi sát, không có gạo. À. Thì chiều ông về lấy nhá. À. Để vay nhá. À. Thế là chiều thì mới vay được à? Vâng. Ồ, thế thì chiều thì mới vay được. Mất chiều đi sát đi. Vâng. Đi sát chú xa. Đi xa lắm mà ông, chỗ này ấy. Xa lắm. Vâng. Lúc mình đi không có xe nó đi chừng chừ. Cái này ông có luộc nguyên cả cỏ để, cả quả để ăn không hay là để nấu với lại cơm? Bóc vỏ nó ra thì lấy cả cỏ nó bỏ vào cơm à? Lấy cả quả bỏ vào cơm à? Một cơm nấu đi. À. Cái này thì ông có lấy để cho lợn không? Chỗ này ấy. Cho lợn thì người không đủ ăn đi. Cho lợn thì người không đủ ăn à? Thế là chỗ này là hai ông cháu là chồng mà để là cho vừa là cho hai ông cháu ăn luôn à? Vâng. Lúc nào không tìm được vào được gì thì đầu sẵn đi lục ăn. À. Nhưng mà ruộng nhà ông là vẫn có đúng không? Vẫn có nhưng mà mỗi không lần thu hoạch là không đủ hai ông cháu ăn để một năm à? Năm nay thì mấy năm nào ông 13 tháng thì năm nào cũng không đủ ăn. À. Năm nay là 13 tháng là ê, cháu thấy là ở dưới nhà còn một bao thóc đây thì sao ông không đi sắt bao đấy để mà ăn luôn? Ông mất tí vào, qua bó về chưa phơi, tí chưa phơi. À, chưa phơi à? Còn nhà ông còn một bao thóc duy nhất à? Vâng, một bao thôi. Không bây giờ chả biết làm thế nào tìm ăn đi. À. Thế thì ở trong khu này thì không có ai thuê để mà mình làm nữa không? Không có ai thuê đâu, đi rồi đi xa, đi cần vườn chợ trên. Vườn chợ trên à? Có người làm. Thế gần đến Tết này thì ông có lấy củi đi bán không? Có đấy, có. Mai ngày kia thì củi đi bán thì mua được 1-2 cân thịt cùng cháu ăn. Là ăn để Tết à? Vâng. Thế Tết là mới có thịt để ăn à? Vâng. Ồ. Không phải đi tìm một thê, muốn. À. Nếu mà một ngày mà ông mà đi làm thuê thì người ta giả cho ông là bao nhiêu cân gạo, tính ra gạo ấy? Cái gạo thì không làm đâu cũng họ là làm khoán thôi.
Làm khoán à? Thế làm khoán thì ví dụ như tầm 3 thửa ruộng thì được bao nhiêu cân? 3 thửa ruộng mình tính khoán cho thì khoảng 200, thế này cũng phải làm 2 ngày. 2 ngày? Không làm đến tối được, cháu nó đi học về nó không có ai cùng nó ở. Ồ, là phải làm 2 ngày đúng không? Vâng, nếu không làm đến tối, dậy sớm đến tối thì xong mà. À. Nhà có châu nó, tí. À. Con châu hò nó đối cương. À, à. Thế nào bây giờ đào thêm mấy gốc nữa thì mấy ông cháu mình cũng đi về không nhỉ? Vâng. Cái này thì mình có tận dụng lại cái góc này để mà trồng được không? Có đấy. Có à? Đi đào nó hết là trồng. Ăn tiết xong là trồng mới. Ăn tiết là xong là trồng cái mới. Này, ít thế này không. Ồ. Cái gì ở đây thì chắc là ông không có phân gì đâu nhờ. Cái trồng được hơn 1 năm này. Còn hơn 1 năm mà củ nó bằng cái ngón chân cái thôi. Nhưng không có đỏ đó đấy. Thế là ở đây là ông trồng gọi là trồng xuống không thôi à? Vâng. Trồng xuống không là mình chỉ vun cỏ thôi à? Đúng đấy, phân trâu cho mà tí rồi không có đạm cho nó không tốt rồi. À, chỉ là có phân trâu để cho thôi đúng không? Vâng. Bên này cứng lắm thì không lớn được. À. Hôm nọ thì cháu xuống thì mua sứa cho Mạnh một thùng ấy, thì hôm đấy là ông đi làm ấy, thành ra là không có gặp ông ấy. Ôi chỗ này là bị gáy mấy quả rồi ông ạ? 3 quả nhá. Ông nhớ là tí đào 4 quả ông ạ. Cái sọt này thì ông chắc mua lâu lắm rồi nhờ? Lâu lắm rồi. Sọt này thì cũng hỏng hết rồi đây. Không có tiền để mà mua cho nên là vẫn tận dụng lại cái cũ thôi cô bác. Cái này thì mua được bao nhiêu năm rồi ông? Này cứ được 3 năm. Được 3 năm rồi. Cái sọt bằng nhựa này thì mua được 3 năm rồi cô bác ạ. Có vẻ như là ông dùng rất là gìn giữ thì mới được 3 năm như vậy đấy, chứ không là không có được như vậy đâu. Ồ, cái đất này nếu mà có đạm mà có phân để mà cho vào nữa thì chắc là to nhanh lắm đấy ông nhỉ? To nhanh đấy. Nhổ lên thì còn là gáy, quả bé tí trồng được à? Còn 1 năm. Ôi chó này là chó của ông à? Con chó này này. Chó của họ. Chó của họ? Chứ không phải là chó của ông à? Đây chó của ông mà. Chó của ông mà chó này ấy. Cả người được chó ăn đi. Chỗ này thì chắc là có chuột ra ăn nhiều, khá là nhiều ông nhở? Chuột sóc ấy. Ui quả đấy thì bị hỏng rồi. Thế mấy hôm nay có dịch cúm thì ông với lại Mạnh có bị không? Không bị mà. Ông bị á? Ừ, ông nó mới chạm lấy thuốc. Đi chạm lấy thuốc về à? Ừ. À là khỏi đúng không? Ừ, chưa khỏi hẳn mấy. Chưa khỏi hẳn mấy không? Vẫn sốt nóng. Vẫn sốt nóng à? Ở đây thì ông vẫn còn đang bị là cúm một chút được không bác? Ông gọi là bây giờ nếu mà ông nghỉ ngơi thì không có thức ăn để mà ăn nữa rồi. Thành ra là bắt buộc là phải đi phải lên trên này để mà lấy về. Tối nay là hai ông cháu là ăn sắn với lại cơm mà ông. Vâng. Thấy được thế rồi không? Thế là lần nào là ăn thì ông mới lại lên đào tiếp à? Vâng. À đi nhiều nói nó là không ăn ngon đúng không? Không ngon. Thế bây giờ hai ông cháu mình lại đi đường nào? Xuống đường đấy. Lại xuống đường này à? Để
ông thì năm nay mới được có gần 60 tuổi thôi các bác, nhưng mà thấy ông là cũng có vẻ như là sức khỏe của ông thì cũng khá là yếu rồi đấy. Đấy, tại vì là ông lao động quá là nhiều, thành ra là có thể là già trước tuổi rồi. Đấy, trong khi đó thì ông còn phải là kèm theo mình là thêm một người cháu nữa. Ôi, cái sọt của ông này thì nếu mà điệu nhiều thì chắc là bị hỏng đấy ông nhỉ? Hỏng đấy, bị dây buộc. Thế ông thì hôm nay thì ông có đi đâu làm thuê cho người ta không? Hôm nay á? Đúng rồi. Hôm nay tí giờ chiều đốt đi bắt phân. Bắt phân á? À, cho vào ruộng. Bắt phân cho vào ruộng à? Vâng, chỗ tí đi. À, là giả là đi đổi gạo hay là như nào không? Đổi gạo đấy. Đi đổi gạo à? Đổi đến tí nữa, ở những tối nó bảo cho 5 cân. À, thế là từ tí ăn cơm xong là làm từ đây đến tối là cho 5 cân à? 5 cân gạo à? Thế tối nay ăn cơm ở nhà người ta luôn chứ không? À, là người ta nuôi ở cơm đúng không? Cái chuối này là chuối của nhà ông à? Phải đâu, không phải đâu à? Ruộng nhà ông là từ chỗ nào lên? Từ cái thửa này xuống dưới luôn hả? Từ cái thửa này xuống dưới kia thôi á? Vâng. Thửa ruộng này cũng thửa là bé tí thôi nhờ. Tí rồi. Cũng không to. Chỉ biết được một bao thóc. Một thửa là được một bao thóc à? Một thửa được một bao không? Một bao thì... À. Thế là cháu của ông hôm nay cho ăn cỏ hay là ông mang đi chăn đấy? Đi đấy thì bục dựng lưng ở dưới đây cho nó ăn. À, tí là mang đi chăn đúng không? Ừ. Bây giờ là lấy mấy quả đi rửa luôn nào ông? Vâng. À, tí là để ăn luôn à? Vâng, tí sẽ ăn luôn. À. Đây vừa rồi cháu mua cho trứng ông là cháu treo trên này này. Vâng. Treo đây một tí nhá. Ôi ông này cái bẫy này nhiều đấy, cái bẫy này. Bẫy này. Chuối đấy, bẫy chuột đi. Bẫy chuột á? Cái trong tiếng nhà nhiều lắm. À. Thế là đây là thóc của ông đấy à? Vâng. Thì hiện tại là còn đến này thôi không? Không đến đây đấy. Thế nào còn nhiều thóc không? Con gà còn bưới ăn đi. Gà còn bưới ăn. Đâu chỗ nào không? Không hết rồi. Ôi rồi. Còn một ba trắng đấy thôi à? Vâng. Chỗ này độ tầm được 10 cân thóc chứ mày. 10 cân thôi mà. Ôi bỏ đây là ôi ở đây này cô bác này, chuột này, chuột ăn này cô bác này. Ô thằng nào ông ấy bảo là nhà của ông có nhiều chuột quá thóc người. Ôi, ăn đi một cân thóc không đủ. Một ngày chuột ăn đi một cân thóc. Ôi dồi ôi, thóc này còn phải vừa đi lấy về còn phải vừa nuôi chuột nữa. Thế bảo là thành ra là lúc nào cháu được xuống ấy thì ông bảo là nhà của ông là có rất là nhiều chuột. Lấy lại cho lợn ăn nào. Cái lợn nhà ông ăn thế này thì làm gì mà có chất để mà nó lớn được nhanh? Gọi là này thì ăn để cho nó cầm cự sống thôi chứ. Cái nguồn nước này có phải nguồn nước sạch không ông? Nguồn nước này, ui. Nguồn nước bé tí rồi mà, nguồn nước này. Bé tí rồi. Nguồn nước này có phải nguồn nước sạch đâu? Nó còn có cắt cả nhiều lắm. Ồ. Thế thì sạch.
Cái này là bị dò nước từ trên kia xuống rồi. Cái này thì nước này đục ngầu này. Ở bên kia thì xa hơn nhỉ? Cái này là mình gọi là rửa qua bước đầu đúng không? Cuộc sống của ông thì phải nói cô bác ạ, rất là khó khăn và rất là khổ cực. Ở đây thì những cái thước phim mà cháu được đăng tải lên thì là hoàn toàn đi vào và thực tế của những hoàn cảnh đó. Cháu được không có hề một chút những câu chuyện nào mà bịa ra hay là vé ra cả. Ở đây thì cháu được còn khá là trẻ thôi. Nếu mà cháu được vé ra được những câu chuyện thì không thể nào mà qua mặt được các bác các ông bà. Tại vì các bác các ông bà là những người mà lớn tuổi rồi, cho nên là các bác nhìn nhận cái ra là biết luôn cái hoàn cảnh đó có phải là thực sự nó đúng cái như mà câu chuyện mà cháu được chia sẻ lên. Hiện tại thì cái kênh của cháu được thì cũng được gần được 10.000 người cô bác là đăng ký và ủng hộ rồi. Cháu được cũng mong sao là các bác sẽ giúp cho cháu được chia sẻ hay là lan tỏa những thông tin mà cháu được lên để cho tất cả các bác cùng biết và cùng nhau mà giúp đỡ những hoàn cảnh mà cháu được chia sẻ lên một phần nào đấy để giúp cho cuộc sống của những hoàn cảnh nào những hoàn cảnh có thêm những cái hương vị màu hồng của cuộc sống. Như hai ông cháu thì năm nay bảo là thóc là hết rồi. Đấy, cháu được cũng ghi nhận cho tất cả các bác anh chị là cũng biết là chuột phá hoại đi thóc của ông cũng khá là nhiều. Đấy, mặc dù là cất như thế nào nhưng mà chuột vẫn có thể là vẫn mò vào ăn được. Như ngôi nhà của hai ông cháu các bác. Đấy, ngôi nhà của hai ông cháu thì gọi là một cái ngôi nhà mà khá là sụp sệp, được dựng lên bởi những cây tre và có vài cái cây cột chính, cột trong chính thì là những cột mà cột làm bằng gỗ chắc và gỗ đặc thôi. Còn ngoài đâu ra thì là tất cả là đều dựng lên bằng những cái cây tre và những cái cây tre này thì tất cả được buộc lại không bởi một cái dây thép đi nào cả, một dây sắt nào cả. Đây chỉ là những cái dây nứa, dây nạt này thôi cô bác. Ở đây thì những cái dây này chỉ có gọi là buộc được một thời gian thôi, ít nhất là được tầm 3 tháng thôi. 3 tháng thì lại ông lại lên thay một lần rồi. Hôm nọ thì sau khi mà cháu được đăng tải thước phim lên thì cũng được các bác là gửi tiền cho Đức để mà mua bạt này. Đấy, mua bạt để mà giúp cho ông là che cái phần mái trên kia. Thì nếu mà bây giờ mưa xuống thì nó không bị rớt vào trong nhà nữa. Đấy, rớt vào trong nhà thì nó sẽ có một chút thôi. Đấy, tại vì là bạt thì nó cũng không thể mà gọi là che được mưa 100% cả, nó vẫn bị rột một chút. Và ở phần phía trong nhà thì cháu được cũng đã là mua bạt để mà quay hết xung quanh để cho ông, để cho hai ông cháu rồi, không cho gió bị lùa vào một chút. Xong rồi ông thế thì đi thôi ông nhỉ. Đây, bây giờ thì lấy cái này thì lấy luộc để ăn luôn chứ ông? Lấy luộc luôn à? Tí luộc rồi. Bây giờ luộc luôn hay là tí luộc? Tí luộc thôi. Tí luộc thôi à? Chiều cháu đi học về luộc. À, thế là chiều hai ông cháu đi học về là ăn này à? Vâng. À, thế là ông bây giờ là ông sáng nay thì ông có nấu cơm một chút nào chưa? Nấu rồi, nấu một tí nhưng mà sáng đi nhà cháu chiên ở bay vào. Là ăn luôn nhà người ta à? Ăn đó, ăn nhà này. À, thế thì bây giờ ông có đói không? Chưa đói. Chưa đói à? Thế thì ông mang cái này lên để mà dành đi, xong rồi để tối, để chiều tối thì ông ăn. Vâng. Đấy, về nhà thì ông cất trứng đi, không là tí lại chuột với chó lại ăn mất đấy. Đấy, có cả gà nữa. Gà này thì có phải là gà nhà ông không? Nhà trên kia thôi à? Cái nhà ông thì có con gà nào không? Có một con mẹ hay con nhép bé tí rồi. Con bé tí rồi à? Chả bé đi đâu rồi. À, cái nước này là vừa rồi ông cũng vừa mới đun à? Vâng, sáng nay vừa đun sôi. Đun xong là đi lấy sắn về để dự trữ chiều nay à? Vâng. Thế thì ông cất trứng đi. Ông cất trứng lên đi.
vào trong nhà của hai ông cháu của bác ạ. Ở trên này thì cũng được phủ bằng cái tấm ni lông. Tấm ni lông này chắc là phủ từ rất là lâu rồi. Tối thì hai ông cháu ngủ thì có con bị lạnh nữa không? Không lạnh rồi. Không lạnh à? Ừ. Thế cái chỗ này là chỗ cất thức ăn của ông à? Vâng. À. Bây giờ thì cái này túi này túi nước gạo à? À, gạo này chắc độ tầm 2 cân thôi nhỉ. Cá hôm nọ cháu mua cho ông thì còn không? Còn. Vẫn còn một tí à? À. À thế là bây giờ là phải lấy cái này đẩy vào à? Cái này đẩy vào. Không để gì. Thế còn còn cái nồi này là nồi trong hay là nồi gì? Cơm. Cơm à? Cơm thì cũng phải đẩy như này à? Vâng. Ôi giời. Này cơm của bác này còn phải dùng cái khúc gỗ để mà chèn lên trên, chèn lên trên để cho không cho chuột vào được ấy. Đấy, thế thì ông ngồi đây một chút nhá. Ông ngồi ngồi đây một chút. Thì đấy, buổi sáng dậy ra thì chịu khó là gấp chăn màn phủi phủi cắt nó đi một chút ông nhá. Vâng. Ôi chỗ đằng sau của ông đi bị tuột rồi kìa. Cái này thì một tí nữa ông buộc lại nhá. Lúc đó con chuột cứ chạy lấy cây này, đồng đồng thế này nó sụt xuống. À là chuột chạy à? Ừ. Hôm nay cháu lại mua cho ông là thêm một khay trứng. Vâng. Một khay trứng là hôm nọ là có một bà, là bà An Phạm. Bà An Phạm ở bên Mỹ, ở bên Mỹ ấy ông ạ. Ở bên nước ngoài đấy. Nói ở bên Mỹ thì ông không biết, nói bên nước ngoài thôi. Đấy, là bà có gửi cho ông là 1 triệu là 200 ngàn. Đấy thì bà dặn cháu là đưa cho ông là 200 ngàn tiền mặt để cho ông cầm để phòng thân, cũng như là lúc mà ốm đau ấy thì là cháu không biết ấy, thành ra là ông dùng tiền đấy để ông đi mua thuốc nhá. Là đưa cho ông là 200 ngàn tiền mặt nhé. Và còn 1 triệu còn lại. 1 triệu còn lại thì là cháu sẽ để mua thực phẩm là thức ăn xuống cho ông là mỗi lần cháu xuống nhé. Còn mua được bao nhiêu thì là cháu sẽ để vào quỹ để cho ông nhé. Đây là 200 ngàn nhé. Đây là 200 ngàn tiền mà tiền mặt là gửi cho ông. Vừa rồi thì cháu mua trứng xuống là hết là 100 nghìn rồi. Đấy, 100 nghìn cho ông rồi. Thì bây giờ tiền còn dư là 900 ngàn nhé. 900 ngàn này thì mỗi lần cháu xuống thì cháu sẽ mua thực phẩm cho ông. Nếu mà không có mua thì cháu sẽ để vào quỹ cho ông nhé. Đấy. Và cháu Lực cũng xin gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Cảm ơn bà An Phạm rất là nhiều. Những hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ thì đều có sự đồng hành của bà An Phạm. Đi giúp đỡ tới những hoàn cảnh đó cả cô bác. Đấy. Bác có thấy vui không khi mà cháu xuống chia sẻ thì có rất là nhiều các bác ở nước ngoài cũng như là Việt Nam là giúp đỡ cho hai ông cháu từ quần áo này cho đến chăn màn này, xong là đến tiền sinh hoạt cũng như là thức ăn của ông không? Có rồi. Ông có vui không? Ông thấy vui rồi. Vui à? Vâng. Thế thì ông gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Vâng. Cảm ơn. Trước tiên là bà An Phạm. Rồi. Bà An Phạm, tôi xin cảm ơn. Chúc bà An Phạm rất tuyệt hơn nhá, để tôi là khổ lắm rồi. Rất tiền cho tôi xin, tôi cảm ơn bà An Phạm. Tôi không biết nhiều tiếng, không biết nói nhiều. Tôi xin bye bye rồi, tôi không biết nói rồi. Ông thì chỉ biết nói một chút thôi cô bác. Và đồng thời thì cháu Lực cũng sẽ nói cho ông thêm là một cái tin mà phải nói là rất là vui cô bác. Trong thời gian qua thì cháu Lực xuống chia sẻ cái hoàn cảnh của ông. Đấy, bây giờ thì cháu sẽ đọc qua một chút là trong khoảng thời gian vừa rồi thì có cô bác nào gửi tiền cho ông nhá. Nhá. Đấy, ở đây thì là danh sách nhà của hai ông cháu thì là được cháu ghi vào từ ngày mùng 18 rồi. Đấy, đến ngày mùng 9 tháng 12 thì có cô bé là cô ở bên Mỹ là có gửi cho ông là 9.684.000 đó. Và cái khoản này thì cháu sẽ để vào quỹ nhá. Và thứ hai thì có ngày 20 tháng 12 thì có hai chị là Nguyệt Thúy là cũng ở Mỹ là gửi 5.040.000. Và thứ ba thì có, và ngày 21 tháng 12 thì có chị Trần Thị Châu là gửi cho ông là 500.000 và gửi cho cháu làm kinh phí đổ xăng là 200.000. Ngày 22 tháng 12 thì có Hoàng Thu Hường là gửi 2 triệu
040.000. Đấy là cho cháu là 100.000 để mà làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 26 tháng 12 thì có cô Hồng là gửi 1 triệu đồng. Và trong đó thì cho cháu làm kinh phí đổ xăng là đi lại là 100.000. Đấy. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cháu nhận được tiền quý của hai ông cháu là 18.260.000 ông nhá. Thì hiện tại là cháu đang cầm cái tiền quý của hai ông cháu là 18 triệu 18, cho xem lại này. 18.200.000 là 60.000 đồng nhá. Đấy, thì cái khoản này thì các bác cũng sẽ gọi là mua thực phẩm, mua đồ đạc cho ông. Đấy, nhưng mà nhiều quá thì bây giờ chưa mua hết. Chưa mua hết thì là cháu sẽ để vào quý để cho sau này nếu mà bác hai ông cháu có duyên với lại các bác thì có thể là sửa sang lại ngôi nhà cho hai ông cháu để ở cho nó kiên cố hơn nhá. Vâng. Ông nhá. Ở đây thì cháu không có dám hứa trước là sẽ sửa nhà cho ông. Đấy, nhưng mà hiện tại là cái tiền quý thì cháu đã cầm là hơn 18 triệu rồi. Đấy, sau này nếu mà không có sửa lại nhà cho ông thì có thể để tiền đấy để cho hai ông cháu làm cái sổ tiết kiệm hay là như nào đấy. Đấy, ở đây là các bác gửi cho ông. Đấy. Đấy, lúc nào mà cháu lại tiếp tục mua đồ thì cháu sẽ xuống là báo với ông. Và bây giờ thì còn là của bà An Phạm là còn 900.000 nhá ông nhá. Cháu sẽ mua thực phẩm cho ông nhá. Đấy, và thứ hai thì có bà Tịnh Ngô là bà có gửi cho ông là 1 triệu đồng nữa là cũng là để mua gạo, đấy, mua thực phẩm cho ông. Đấy thì mỗi lần cháu xuống thì cháu sẽ mua số tiền của bà An Phạm với lại bà Tịnh Ngô cho hết đã. Rồi thì đến lúc đấy mà cháu sẽ nộp vào tiền quý sau ông nhá. Vâng. Hiện tại thì nhà của ông thì vẫn chưa có bóng điện nào đâu đúng không? Được. Không có điện đâu đúng không? Không có điện. Thế thì để cháu tính cái phương án xem là dùng cái đèn năng lượng mặt trời thì có được không nhá. Vâng. Để cho hai ông cháu thắp sáng là mỗi lần mà đến bữa cơm là ăn cơm đấy. Vâng. Đấy. Còn trong khoảng thời gian vừa rồi các bác khi mà cháu được chia sẻ hoàn cảnh của hai ông cháu lên thì cháu được cũng rất là cảm ơn tất cả các bác đã tin tưởng và gửi những tấm lòng vàng tới cho cháu Lực để mà cháu Lực giúp đỡ cho hai ông cháu cũng như là những hoàn cảnh khác mà cháu Lực đang đi chia sẻ nữa. Cảm ơn các bác Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Không biết là nói gì thêm cô bác ạ. Đấy, cuộc sống của hai ông cháu thì phải nói là cực kỳ mà éo le, rất là gọi là tủi thân ở trong một cái ngôi nhà như vậy. Và ngôi nhà của ông thì ở đây thì hầu như là không có ai mà ở cùng nữa, hầu như là gọi là biệt lập giữa tất cả cái ngôi nhà rồi. Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Đấy, chắc là hai ông cháu là cũng xin được chia sẻ tới đây thôi. Đấy, ông thì một tí là còn phải đi làm cho người ta để mà đổi gạo tối nay về đúng không? Vâng. Có đi xa không ông? Sao đấy, đi tận trên. Đi tận trên à? Vâng. Thì bây giờ người ta hẹn là tầm giờ này là đi rồi à? Vâng. Từ 1 giờ, 12 giờ đến nhà nó. À. Là làm một buổi. À. Thế thì một tí chiều thì Mạnh thì tự về hay là ông phải đi đón nữa? Cũng bảo nó tự về. Tự về luôn à? Vâng. À. Lúc đi thì phải đưa đi đón đến trường. À. Nó về thì có bạn về, nó về nó xuống gióc thì nó đi được. À. Lên gióc nó không lên được. À. Đấy, còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở trong sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Đấy, bây giờ thì ông gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác nhé. Bác nhé. Vâng. Tôi xin chào tạm biệt tất cả các ông các bà. Đấy. Tôi xin chào tạm biệt các ông các bà. Rồi. Xin chào.